cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Trịnh Nghiệp Thành. Trịnh Nghiệp Thành sinh vào ngày 26 tháng 8 năm 1993 tại Cát Lâm, Trung Quốc. Dân tộc Hán, học vị Học viện Hí kịch Trung Quốc. Chiều cao 1m80, cân nặng 65kg. Trịnh Nghiệp Thành là nam diễn viên Trung Quốc tiếp xúc với nghệ thuật sân khấu tuồng cổ từ khi còn rất nhỏ. Anh đã tỏ ra đặc biệt yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống kinh kịch. 7 tuổi thì bắt đầu theo học kinh kịch, 10 tuổi thì thi vào trường Trung học Hí kịch Thượng Hải thuộc Học viện Hí kịch Thượng Hải, lớp võ sinh. Năm 2010 thì thi đậu vào Học viện Hí kịch Trung Quốc chuyên ngành biểu diễn kinh kịch, khóa 2010-2014, lớp võ sinh. Tháng 6 năm 2014 thì anh đã tốt nghiệp đại học. Anh được khán giả Việt Nam biết tới qua nhiều vai diễn trên màn ảnh như vai Thư Đồng Vượng Tài trong bộ phim truyền hình Tiên Hiệp Cổ Kiếm Kỳ Đàm vào năm 2014, vai Nam Huyền Nguyệt trong bộ phim Hoa Thiên Cốt vào năm 2015, vai Vũ Tảo Xuyên trong bộ phim Chiếu Mạng Nam Thần Chấp Sử Đoàn 2015, vai Lệ Tiểu trong bộ phim Trùng Sinh Chi Danh Lưu Cư Tình 2016. Và năm 2016 thì anh đã trở thành năm bùng nổ trong sự nghiệp của anh với liên tiếp nhiều tác phẩm đặc sắc được lên sóng. Đầu tiên là bộ phim truyền hình thần tượng Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Vai diễn Mỹ Nhân Sư Huynh Hạc Mì của anh đã thành công và chinh phục được khán giả xem truyền hình. Đặc biệt là các fan nguyên tác của bộ truyện thì cũng trong năm này với vai diễn Lý Tinh Vân trong bộ phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân vào năm 2016 đã giúp cho anh giành được giải thưởng diễn viên truyền hình mới hàng năm tại Đêm hội La Hét 2016 của EQ. Tháng 12 năm 2016, diễn vai Diệp Ngôn trong bộ phim Vương Bài Ngự Sử. Ngày 7 tháng 8 năm 2017, trong bộ phim cổ trang Khoa Huyễn Run Dậy Đi A Bộ, anh đã diễn Đường Thành Phong, đệ nhất tài tử Trường An Phong Lưu. Tháng 6 năm 2018, thì bộ phim Run Dậy Đi A Bộ Chi Đoá Tinh Phong Vân đã chính thức phát sóng và anh vẫn tiếp tục với vai Đường Thành Phong Tuấn Tú Phong Nhã. Cùng năm thì anh đã tham gia vào một dự án cổ trang lớn là Hạc Lệ Hoa Đình với vai diễn thiếu niên tướng quân Cố Phùng Ân. Tháng 10 thì bộ phim Thịnh Đường Huyễn Giả đã chính thức phát sóng. Nhân vật của anh là Mục Lạc, vốn là vương tử của vương quốc Sa La vì mất trí nhớ mà đã trở thành mã nô. Năm 2019 thì anh đã tham gia diễn một bộ phim Tiên Hiệp Huyền Diễn Tam Thiên Nha Sát với vai diễn Phó Cửu Vân. Ngày 21 tháng 10 thì bộ phim truyền hình trinh sát đề tài ma túy Mai Khôi Hành Giả khai máy với vai diễn Trương Hiển Hách. Năm 2000 thì Trịnh Nghiệp Thành 7 tuổi được cha mẹ đưa tới võ quán cách nhà không xa để học võ và vũ đạo. Nhưng vì sợ anh bị thương nên không cho anh tiếp tục học và Trịnh Nghiệp Thành lúc ấy đã đến kinh kịch liền thấy hứng thú và từ đó về sau thì bắt đầu học kinh kịch. Năm 2003, Trịnh Nghiệp Thành thi vào trường trung học thuộc Học viện Hí kịch Thượng Hải rồi rời khỏi gia đình đi đến Thượng Hải vào vai Vũ Sinh, vai kép đánh võ trong hí khúc. Thời gian đó thì mỗi ngày 6 giờ sáng thì Nghiệp Thành đã rời khỏi giường để luyện công, buổi tối 9 giờ nghỉ ngơi, luyện giọng, đá chân, học các động tác võ thuật, học các bài hát mới và tham gia diễn xuất. Năm 2010, Trịnh Nghiệp Thành 17 tuổi và vào Học viện Hí khúc Trung Quốc và tiếp tục con đường học tập kinh kịch. Trong quá trình tham gia vào các vở diễn như Đả Thanh Long, Chiến Kim Sơn, Xuân Khuê Mộng. Năm 2014, thì Trịnh Nghiệp Thành đã tốt nghiệp ở Học viện Hí kịch Trung Quốc về hoạt động diễn xuất. Tháng 9 năm 2012, cùng với Mã Thiên Vũ, Lâm Nguyên, Quách Gia Minh cùng diễn chính trong bộ phim điện ảnh tình cảm hài kịch Bách Vạn Ái Tình Bảo Bối trong vai Kẻo Que. Tháng 6 năm 2013, tham gia bộ phim truyền hình cổ trang thần thoại Kiếm Hiệp Bát Tiên Tiền Truyện đóng vai Lam Thái Hà. Tháng 7 thì trong bộ phim truyền hình cổ trang Huyền Huyễn Cổ Kiếm Kỳ Đàm đóng vai Thư Đồng Vượng Tài. Tháng 8 thì tham gia bộ phim truyền hình cổ trang Tú Lệ Giang Sơn Chi Trường Ca Hành trong vai Thiếu Niên Đảng Vũ. Tháng 2 năm 2014 tham gia diễn bộ phim truyền hình do Trương Quốc Lập làm đạo diễn Bán Lộ Phu Tử.
Trong bộ phim thì vai diễn của anh là con trai của Lưu Nhược Anh và cùng với Trương Quốc Lập trở thành cha con nửa đường. Tháng 5 thì anh tham gia diễn bộ phim truyền hình cổ trang huyền huyễn Hoạt Thiên Cốt với sự tham gia của Hoắc Kim Hoa, Triệu Lệ Dĩnh. Trịnh Nghiệp Thành đã trở thành vai Nam Thiên Huyền. Tháng 7 năm đó thì Cô Kiếm Kỳ Đàm phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam với vai diễn Vượng Tài nhỏ bé của anh đã nhận được sự quan tâm. Tháng 10 thì anh vào đoàn phim truyền hình cổ trang Mỹ Nguyệt Truyện. Trong bộ phim này thì anh diễn vai Tống Ngọc, Mỹ Nam cổ đại chứ danh trong lịch sử. Ngày 3 tháng 11 năm 2014, trong chương trình truyền hình Thần Tượng Vạn Vạn Toái của đài Mango TV phát sóng, Trịnh Nghiệp Thành cùng với Tôn Kiều Kiều đóng vai trò làm MC. Tháng 11 thì tham gia chương trình Ta Là Đại Mỹ Nhân do Hà Cảnh làm MC. Năm 2015 thì anh đã trở thành diễn viên chính thức của bộ phim chiếu mạng Nam Thần Chấp Sự Đoàn với vai diễn của anh đã nắm giữ được năng lực sáng tạo thời không Vũ Tảo Xuyên. Tháng 7 thì anh đã tham gia diễn vào bộ phim Dân Quốc Quyến Luyến Khuyến Cà với vai diễn là một diễn viên của viện ca kịch là Đỗ Xuân Sinh. Tháng 8 thì anh đã tham gia vào đoàn làm phim Vivi Nhất Tiểu Rất Khuynh Thành với vai diễn Mỹ Nhân Sư Huynh Hạc Mì. Tháng 12 thì anh lại tiếp tục tham gia diễn vai ca sĩ nổi tiếng Lệ Tiêu trong bộ phim chiếu mạng Trùng Sinh Chi Danh Lưu Cử Tình. Năm 2016, vào tháng 1 thì anh tham gia bộ phim chiếu mạng Vương Bài Ngự Sử trong vai Diệp Ngôn do công ty giải trí AHA sản xuất. Tháng 4 thì anh đã chủ diễn vai Lý Tinh Vân, Hoàng Tử Triều Đường trong bộ phim Họa Giang Hồ Bất Trí Lương Nhân. Ngày 6 tháng 11 thì anh nằm trong bảng Ngôi Sao Mới Xu Thế Của Năm. Ngày 3 tháng 12 thì trong đêm hội EQ nhận được giải Nhân Vật Mới Của Truyền Hình Của Năm. Tháng 11 năm 2016 thì anh đã chủ diễn trong bộ phim do Roku và Tân Phái Hệ Văn Hóa Truyền Thông sản xuất Run Dậy Địa Bộ. Bộ phim này đã được phát sóng trên Roku vào ngày 7 tháng 8 năm 2017. Tháng 3 năm 2017, anh đã diễn chính trong bộ phim do Hoa Sách sản xuất với Thịnh Đường Huyễn Giả với vai diễn Vương Tử Sa La. Ngày 16 tháng 2 năm 2018 thì anh đã tham dự Xuân Vãn của đài truyền hình Đông Phương cùng với Hứa Ngụy Châu, Hầu Minh Hảo biểu diễn. Ngày 16 tháng 6, bộ phim Run Rẩy Địa Bộ đã hóa Tinh Phong Vân chính thức lên sóng. Ngày 8 tháng 4 thì anh tham gia vào hoạt động Thanh Xuân Mango của Mango TV. Cùng năm thì anh tham gia diễn bộ phim cổ trang Hạc Lệ Hoa Đình với vai diễn tướng quân thiếu niên Cố Phùng Ân. Bộ phim được phát sóng vào ngày 12 tháng 11 năm 2019. Năm 2019, anh đã tham gia diễn chính trong bộ phim Tiên Hiệp Huyền Nhiễm Tam Thiên Nha Sát do Mango TV và Tân Lực Lượng Anh Thị hợp tác sản xuất. Với vai diễn Phó Cửu Vân thì bộ phim đã được phát sóng vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Tháng 7 thì anh tiếp tục tham gia hoạt động Thanh Xuân Mango của Mango TV. Tháng 8 thì anh tổ chức sinh nhật lần thứ 26 tại Thượng Hải và biểu diễn ca khúc New Boy. Tháng 10 anh tham gia vào đoàn phim Mai Khôi Hành Giả có đề tài hình sự trinh sát chống ma túy ở thành phố Trùng Khánh. Bộ phim này do Roku và Bắc Kinh Tân Lực Lượng Anh Thị hợp tác sản xuất. Trịnh Nghiệp Thành đã diễn vai Trương Hiển Hách thần bí khó lường. Ngày 31 tháng 10 thì anh đã tham gia ngày hội Thiên Sinh Thanh Xuân của Mango TV. Ngày 21 tháng 11 anh cùng với đoàn làm phim Hạc Lệ Hoa Đình cùng giao lưu quảng bá bộ phim ở trường Đại học Truyền thông. Ngày 10 tháng 12 tham gia hoạt động tuyên truyền Hạc Lệ Hoa Đình tại Đại học Nhân dân Trung Quốc. Năm 2020, ngày 8 tháng 1 tại Ý, anh đã được mời tham dự tuần lễ thời trang PT UMO lần thứ 97. Các bộ phim mà Trịnh Nghiệp Thành đã tham gia: năm 2014, Cô Kiếm Kỳ Đàm, Kiếm Hiệp, Bán Lộ Phụ Tử, Thần Điêu Đại Hiệp; năm 2015, Hoạt Thiên Cốt; năm 2016, Mỹ Nguyệt Truyện; năm 2016, Tú Lệ Giang Sơn, Chi Trường Ca Hành, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên; năm 2017, Túy Linh Lùng; năm 2018, Thịnh Đường Huyễn Giả, Run Rẩy Địa Bộ, Chi Đoá Tinh Phong Vân; năm 2020, Tam Thiên Nhà Sát;
Mai Khôi Hành Giả, năm 2019 Hạc Lệ Hoa Đình. Các bộ phim điện ảnh: năm 2013 Bách Vạn Ái Tình Bảo Bối, năm 2016 Vương Bài Ngự Sử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.